anh còn quay lại làm gì? Hồi nãy anh nói anh đi bỏ tôi mà anh đi luôn đây. Ông nói cái gì? Ông nói tôi không thích con bé đó hả? Tôi không thích thiệt á. Thì em đồng ý làm vợ anh nha. Rồi ok nha các bạn ơi. Như các bạn biết ở tập trước mình có chôn mèo như thế này đúng không? Thì tới cái khúc kết mọi người mình bỏ đi luôn. Từ hôm nay tôi ăn ít là được chứ vậy? Anh xin lỗi mèo. Thôi đi mọi người ơi, ra sân bay lẹ bây giờ còn đi nữa nè. Đi thôi mọi người. Là sao? Là theo anh chồng tương lai. Người gọi mãi, người biết tai ta lòng ngủ yên. Thì bây giờ cách đâu đó là 30 phút rồi sau khi cái sự việc nó xảy ra các bạn à. Thì bây giờ hiện tại sau khi mình chạy tới đó là mình tắt máy đó mọi người. Bây giờ mình không biết Mel là gì các bạn à. Nhưng mà theo như mình thấy là hiện tại là Mel đang on các bạn, những đang on nha. Cho nên bây giờ mẹ ơi, mẹ. Mẹ đây con. Mãi mẹ, mẹ chôn vậy thấy ác không? Em thấy tội nghiệp Mel quá à, mẹ ơi. Mẹ cũng thấy ác đó con. Hay là giờ mình đi xin lỗi Mel đi, mình nói với Mel hết đi là mình chỉ chôn Mel thôi. Thì thấy nhỏ khóc tội nghiệp quá. Thì không phải, kiểu như là em quên đang mẹ mà tiếng em gì. Nói chung là con nó thật sự là không có tính toán rồi. Con làm cái điều này á là để con muốn tạo cho Mel một bất ngờ. Bây giờ con nghĩ là bây giờ nếu như mà tại vì bây giờ là vợ con chị đây đi, bây giờ hình như là bị out game, bị ngủ hay gì rồi. Cho nên bây giờ là thiếu người quá, cho nên quyết định là con sẽ nhờ một người đó, chứ là Sun nha. Đó, Sun ơi, Sun, tele cái Sun đây. Đó, đó. Đó, các bạn à. Chào con nha. Thì nói chung là Sun sẽ trong giai bố mình nha các bạn. Đó, thì tí nữa là mình sẽ gài một cái tình huống, mình sẽ chạy qua gặp Mel các bạn. Đó, mình sẽ nói là chuyến bay hôm nay delay rồi, cho nên anh được ở lại thêm đây mấy tiếng nữa đó. Mình sẽ nói chuyện một mấy Mel một hồi, chứ mình sẽ kêu bố mình qua. Bố mình sẽ theo phe Mel nha. Nói chung là mình sẽ dằn co một tí các bạn à. Nói chung cuối cùng là cái kết mình sẽ có hậu, các bạn yên tâm đi. Thì lúc đó mình sẽ làm một điều rất là đặc biệt cho Mel các bạn, là mình sẽ cầu hôn Mel nha các bạn ơi. Đầu tiên hôm giờ chắc ba với mẹ đi theo con đi mua cái nhẫn đó nha. Mà các bạn ơi, các bạn nhớ giữ kín cái chuyện này giúp mình, các bạn đừng có nói ra cho Mel biết nha. Thì các bạn nào muốn giữ kín thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like để giữ kín giúp mình nha. Ok nha, còn bây giờ đi nè. Rồi ok mọi người, thì bây giờ mình tới cái chỗ thời trang mọi người, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mua nhẫn nha các bạn. Khoan, mà trước khi mua thì bố ơi, bố bây giờ thử vai tâm lý với mẹ cái đi. Giờ ví dụ như hai người giận nhau đi, hai người dỗ nhau cái con xem cái thêm vô nè. Mẹ nó là cái gì đó? Sao mà lúc nãy tôi thấy bà đi mua cái gì bao nhiêu là đồ mà tôi có tiền đâu mà bà mua nhiều thứ vậy? Tôi lớn tuổi rồi, bây giờ thì tôi thích mua cái gì tôi mua chứ. Không đi làm để tiền cho tôi xài mà. Tôi không xài thì ông để dành cho con khác xài hay gì? Trời ơi bố ơi, sao bố của con khác nữa hả bố? Trời ơi. Bố đâu có con khác đâu. Ok, thì bây giờ là mình sẽ, hiện tại mình có 1,300 kim cương các bạn ạ. Thì mình định mình sẽ để dành luôn cái nhẫn này. Nhưng mà chắc mình nhẫn này chắc một phần sau, một video nào đó mình sẽ làm lại cái nhẫn này nha các bạn. Bây giờ trước mắt mình sẽ mua một cái nhẫn đôi vàng nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ mua nha. Rồi, muốn được cái nè, Rồi. Thôi bây giờ trước mắt là bây giờ là con sẽ gọi Mel cái nha. Gọi Mel vô một cái để gũ Mel vô một cái rồi mình sẽ tiến hành cái kế hoạch của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ tele Mel nha các bạn ơi. Mel hiện tại trong game các bạn nha. Thì chắc mình không gọi Mel đâu. Mình sẽ nhắn tin Mel nha các bạn. Ôi, Mel đang làm gì nè các bạn ơi. Để mình chào Mel một cái. Ủa, Mel ngủ luôn rồi. Ôi chịu ơi các bạn ơi, Mel làm gì Mel ngủ không? Mel khóc ta. Bây giờ tôi đi gọi mét Mel nha các bạn ơi. Tự nhiên Mel ngủ luôn các bạn à. Ôi chịu ơi. Bé Mel ơi. Chuyện gì vậy? Anh cái sân bay á, anh định đi rồi nhưng mà kiểu như nó bị delay á. Cho nên bây giờ anh còn mấy tiếng nè, mấy mình vô nói chuyện tí được không? Sao hồi nãy anh nói là anh đi bỏ em rồi mà? Không có, bây giờ thôi. Anh còn mấy tiếng thôi đó, mình trân trọng những giây phút là bên nhau nha. Bây giờ mình qua nói chuyện đi. Tập anh rồi phản bội. Không có mà, thôi mà vô đi đi nha, mình nói chuyện một tí nha. Không. Anh đang nghĩ mà, anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Ủa Mel, Mel ơi Mel. Anh còn quay lại làm gì? Có thì như anh đã nói đó, bây giờ gặp trục trặc một tí thì bây giờ mình ngồi nói chuyện tiếp nha. Hồi nãy anh nói anh đi bỏ tôi mà anh đi luôn đây. Thôi mà, tại vì bây giờ thực chất á, anh không biết cách nào đã. Nhưng mà nói chung là anh rất là nhớ em, cho nên anh không có thể nào mà rời đi như vậy được. Thôi bây giờ mình đi chơi một tí nha. Không, tôi không muốn đi, tôi muốn ở một mình. Nhưng mà bây giờ nè, anh nói với em nè. Tại vì mẹ anh là người như vậy thì anh không có nói. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ có một cơ hội cho em với anh á. Cơ hội gì chứ? Còn ba anh nữa, thôi gọi là đúng là bố anh đó. Tại vì bố anh theo cái kiểu mà kiểu như khá là thích em ở trên mạng xã hội đó. Tại vì thấy em dễ thương này nọ nè. Cho nên là không biết bây giờ là nếu như mà có bố anh thì không biết cái tình thế nó có xoay chuyển được không. Thì bây giờ chắc bây giờ em có muốn nói chuyện với bố anh không? Để có một cơ hội nữa không? Có bố anh cũng vậy thôi, anh với cô gái kia cũng đã đi nước ngoài chung với nhau, đã có hôn ước với nhau rồi. Quan trọng là bây giờ anh biết là bây giờ cái chuyện bây giờ nó rất là khó thay đổi. Nhưng mà ít nhất nếu mà có bố anh vô thì anh nghĩ sẽ có một cái gì đó mà níu kéo lại được đó. Tôi không biết. Rồi em chờ anh tí nha, bây giờ chắc anh kêu bố anh vô nha. Tại vì bố anh cũng có chơi game luôn đó. A few moments later. Mèo mèo chờ tí nha, bây giờ anh đang kêu mẹ anh với gọi là bố anh vô đít cho cọt rồi đó. Chờ xí nha. Không cần. Đi mà. Đừng có giận anh nữa mà, bây giờ cái này đâu phải lỗi của anh đâu. Tôi chỉ cần một mình tôi thôi là được. Con trai. Ủa mẹ,
sao mẹ ở đây nữa? Con đi đâu vậy? Mẹ tìm con nãy giờ không thấy nè. Con đang ngồi chơi game vô game với mèo nè. Sao không nói mẹ tiếng nào hết vậy? Mẹ thì con đang trong phòng vệ sinh, mẹ ở ngoài sân bay thôi. Bây giờ mẹ chết vé xong hết chưa? Mẹ vẫn đang đợi con đó. Thôi bây giờ rảnh, bây giờ trong lúc mà tại vì mình delay cỡ 1 tiếng mà, không bây giờ rảnh vô game mình nói chuyện đàng hoàng với mèo nè, tại vì hình như là con đang kêu ba vô luôn đó. Con vẫn nói chuyện với con bé đó sao? Dù sao cũng là người yêu con mà, mẹ đâu phải muốn bỏ là bỏ đâu. Thôi mèo chờ 1 tí nha, để ba anh vô nữa rồi mình bốn người tụi mình nói chuyện luôn ha. Bố đây, bố đây. Ủa, bố vô game được không? Ừ, cũng được đấy, nhưng mà con định như thế nào? Tại sao mà bố thấy nói cái gì mà với mẹ từ hôm qua đến giờ là bố thấy bố không được rồi ấy nha. Thì con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, thì bây giờ con nghĩ là bố có thể giúp con được không? Giúp tụi con đi, bây giờ thôi bây giờ bố với mẹ vô đi rồi bốn tụi mình nói chuyện một lời một mặt luôn nè. Được rồi, thôi thì để bố xem thử nhá. Rồi bố mẹ vô luôn nha. A few moments later. Bố mẹ tới hả? Ừ con. Đây bố ơi, thì mẹ con không nói mẹ chắc biết rồi. Bố thì đây là chính là Mèo mà người yêu của con mà con hay nói với bố đó, người mà hay quay cặp với con trên mạng xã hội nè. Con chào chú. Chú chào con. Bây giờ bố ơi, bây giờ con nói bố nghe nè. Ý của mẹ là muốn con cưới cái cô kia đó, cô mà mẹ hay dắt qua nhà đó. Mà con đã nói bao nhiêu lần rồi con không có thích cái người đó. Mà sao mẹ cứ bắt con làm theo ý mẹ, rồi mẹ còn kêu con qua du học nước ngoài nữa, đi với cô đó nữa. Cho nên bây giờ con muốn ở lại với Mèo thôi. Thật sự là con rất là yêu Mèo. Thì bây giờ bố nói này, là cái lúc mà bố biết là hai đứa quen nhau á, là bố cũng có xem, bố cũng có lên kênh của hai đứa, thì bố cũng có xem, bố biết là Mèo nó cũng là một đứa con gái, nó cũng tử tế, nó cũng dễ thương, thì bố thấy hai đứa làm cũng rất là hợp. Cái lúc đó là bố đang muốn là hai đứa là nếu như mà có thể mà yêu nhau được lâu thì còn đi tới hôn nhân sau này nữa, là bố là trong lòng bố cũng rất ủng hộ rồi, nhưng mà không biết là sao mẹ con lại nói thế thì bố cũng chưa đồng ý lắm ấy nha. Cái vậy ông nói, cái vậy ông nói tôi không thích con bé đó hả? Tôi không thích thiệt á. Ông thấy không, nãy giờ nó thấy ông, nó chào ông chứ nó đâu có chào tôi. Trời đất ơi, tôi biết ngay mà. Trời ơi, bà ơi, thì hôm qua là bà nói cái gì với nó, bây giờ nó đang không dám nói chuyện với bà chứ sao bà lại nói thế? Con gái con đứa chứ có phải là đàn ông đàn an đâu. Ủa nhưng mà một câu chào cũng đâu có chết đâu. Thì bây giờ tôi nói với bà nghe nha. Bây giờ á là nó cũng yêu Baddy mà Baddy cũng yêu nó, thì hai đứa nó yêu nhau, bây giờ nó hợp nhau, nó quen cũng rất là lâu rồi chứ không phải là một ngày hai đâu. Mèo rất là xấu tính, tôi không thích Mèo. Khoan, bây giờ cho con nói được không? Còn tại vì con nhỏ nhưng mà con không dám xen vô, nhưng mà cái này con phải nói. Bây giờ nè, mẹ có nhớ lại hồi xưa mẹ với bố như thế nào không? Hai người, một người mẹ hồi xưa mẹ cũng rất là giàu, nhưng mà bố đó cũng không có một cái gì cả, nhưng mà mẹ cũng chấp nhận yêu bố này nọ chứ có đâu phải mà phải cần là bên kia giàu làm gì, quan trọng là tình cảm mới chân thật thôi. Ừ đúng rồi á, ngày xưa là mà mẹ mày á là thích bố là chân chất này, mộc mạc này, rồi á là mẹ kêu là yêu bố vì cái nét giản dị như thế, mà bây giờ tự nhiên mẹ là nói như thế thì chẳng lẽ là bây giờ bà lại thay đổi rồi à? Bà lại không thích cái kiểu những tình yêu như thế nữa à? Không phải, tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho con trai của tôi thôi. Tôi biết đâu là điều tốt nhất mà, con trai tôi phải nghe lời tôi. Bố mẹ thì bây giờ thì con nghe nãy giờ hai người cũng nói chuyện, con hiểu ý của hai người rồi. Bây giờ không mấy là bây giờ con kêu Mèo lại, mà Mèo ngồi ý nói chuyện với mẹ nha, với bố luôn nha, để xem như thế nào nha. Ừ thì vậy con kêu Mèo lại đây đi. Con xin lỗi cô, tại con sợ cô chứ không phải là con ghét cô nên con không chào. Nhưng mà con với anh Baddy yêu nhau thiệt, con với anh ấy cũng cố gắng đến ngày hôm nay chứ không phải là yêu nhau rồi cái không làm gì hết. Nên là mong cô chú cho con với anh Baddy một cơ hội ở bên nhau. Đó bà thấy chưa, tôi nói rồi là do con bé nó sợ. Bây giờ bà nghe tôi này, bà tin vào cái cuộc đời của mình, là bây giờ là mình cũng quá là viên mãn hạnh phúc rồi, thì bây giờ bà hãy cho con bé nó một cơ hội. Bây giờ hai đứa nó đang hạnh phúc thì hãy để cho hai đứa nó tiếp tục hạnh phúc đi, được không? Mèo ơi, cô nói con nghe, cô cũng suy nghĩ nãy giờ rồi, nãy giờ bố của Baddy nói cô cũng thấy mình sai quá, thôi cho cô xin lỗi nha. Tại vì cô thấy hai đứa quay video nè, mệt quá, thức khuya nè, rồi ngủ muộn nè, ngủ có mấy tiếng rồi, nên là cô xót cô cũng xót cho Mèo nữa, nên cô mới ngăn cản hai đứa, cô mới kiếm vợ giàu cho nó thôi, chứ cô cũng không có ý gì với con đâu nha. Cô xin lỗi con nhiều nha Mèo. Dạ không sao đâu cô. Ý vậy là bây giờ là mẹ cho Mèo cơ hội ở bên con đúng không? Ừ, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi con à, mẹ sai quá. Ôi đó, Mèo thấy chưa,
vấn đề ở đây là gọi là mình hiểu lầm nhau thôi chứ không phải gia đình anh ghét em gì cả, cho nên em đừng có buồn nữa nha. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm. Vậy mẹ bây giờ ra hủy vé máy bay đi chứ, nói với người kia như thế nào đi, nói chung là nghĩ làm bạn thì được chứ bây giờ hai tụi con không tới đâu. Cái đó là mẹ xử lý giúp con nha. Được rồi, để mẹ sẽ gặp mặt cô đó và mẹ nói chuyện lại. Không sao đâu, bây giờ thì con với Mèo hạnh phúc bên nhau đi nha. Dạ Mèo, em bây giờ thôi đừng có buồn nữa, bây giờ có anh đây rồi mà, anh bảo vệ em được mà. Bây giờ đi chơi nha. Được. Đi nè. Ủa Mèo cho anh hỏi nè, em có cái váy cưới không? Có. Có gì em mặc vô, cái gì làm phù dâu cho ba mẹ anh nha. Thôi được. Đến kiếm đồ chú rể cũng được nè. Cưới nhau nữa rồi. Tôi thấy hạnh phúc quá không mà. Bố mẹ ơi, bố mẹ đây với con nè. Được rồi. Rồi bây giờ anh sẽ đi lại rồi mình. Bố mẹ ơi, thì bây giờ bố mẹ hãy giúp con đứng ngay đây nha, đứng trước mặt tụi con nè. Mình ơi, đi lẹ lên. Bà thông cảm, tôi đau lưng quá. Thì ngày hôm nay anh có tích cóp. Đây như em thấy anh có tích cóp một cái hộp nhẫn. Thì ngày hôm nay anh muốn gọi là muốn em kiểu như là anh cảm thấy em quen anh. Thì anh tuy không được giàu nhưng mà anh sẽ không để em thiệt thòi đâu. Và muốn em là hạnh phúc bên anh nhất có thể. Thì em đồng ý làm vợ anh nha. Em đồng ý.